Bẻ break thành công ở game thứ 7 đã giúp cho tay vợt người Croatia giành chiến thắng 6-4 trong set thứ 2. Set 3 tiếp tục phải quyết định thắng thua bằng loạt tie break, nhưng lần này người thắng là Cilic chứ không phải là Quri. Ở set đầu thứ 4, Quri đã không còn giữ được sự chính xác cần thiết trong các pha bóng, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 5-7. Với chiến thắng 3-1, Cilic đã giành quyền vào trận chung kết. Wimbledon 2017 đang rất thu hút, và sự thu hút khán giả đó lại không chỉ đến từ sức hấp dẫn từ các trận đấu hay là sự bất ngờ mà giải đấu mang lại, mà Wimbledon 2017 còn mang theo nó rất nhiều những câu chuyện bên lề thú vị. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trái bóng mà Roger Federer đã thực hiện cú ace thứ 10.000 trong sự nghiệp của mình, cũng như việc rất nhiều những ngôi sao thể thao thế giới đã tới theo dõi và cổ vũ cho giải đấu năm nay. Trong trận đấu ở vòng 1 gặp Dolgopolov ở game thứ 8 set 1, khi tỷ số đang là 30 đều, Roger Federer đã thực hiện cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, và đó là cú ace thứ 10.000 trong sự nghiệp của anh. Sau trận đấu, người nhận bóng là Harris Khan đã chia sẻ rằng